Giám đốc bệnh viện Vũ Hán tử vong vì nhiễm virus. Ông Lưu Trí Minh, giám đốc bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán tử vong sau khi phải giành giật sự sống vì nhiễm virus. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết bác sĩ Lưu tử vong vào 10 giờ 30 phút hôm nay sau khi mọi nỗ lực cứu chữa bất thành. Tờ People Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm qua đăng trên Twitter cho biết bác sĩ Lưu Trí Minh đã qua đời do nhiễm virus, song sau đó xóa bài đăng. Một quan chức y tế tỉnh Hồ Bắc sau đó cho biết bác sĩ đang phải giành giật sự sống. Bác sĩ Lưu, 51 tuổi, được cho là bị nhiễm virus trong lúc điều trị cho các bệnh nhân. Ông tốt nghiệp Học viện Y, Đại học Vũ Hán năm 1991, chuyên môn cao về chẩn đoán và điều trị các bệnh chấn thương sọ não, khu não mạch máu não và tủy sống, đặc biệt là phẫu thuật thần kinh. Trước khi qua đời, ông là tiến sĩ bác sĩ, chuyên gia khoa thần kinh, giám đốc bệnh viện Vũ Xương. Sự mâu thuẫn xung quanh tình trạng của bác sĩ Lưu giống với trường hợp của bác sĩ Lý Văn Lượng đầu tháng này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ban đầu cũng đưa tin bác sĩ Lý đã chết, song bệnh viện Trung ương Vũ Hán bác bỏ, nói rằng anh đang trong tình trạng nguy kịch. Vài tiếng sau đó, bệnh viện xác nhận bác sĩ đã qua đời. Vũ Xương là một trong những bệnh viện hàng đầu của thành phố Vũ Hán. Bệnh viện Vũ Xương hôm ngày 15 tháng 2 cũng thông báo một y tá 59 tuổi tử vong vì nhiễm virus. Dịch viêm phổi khởi phát từ Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc từ tháng 12 năm 2019, đã xuất hiện 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn thế giới hiện có 73.332 trường hợp bị nhiễm bệnh, 1.873 người chết và 12.712 người được chữa khỏi. Một quan chức cấp cao Trung Quốc tuần trước cho biết 1.716 nhân viên y tế nước này đã bị nhiễm virus, trong đó có 6 người đã chết. Quân đội Trung Quốc hôm qua đưa thêm 1.200 y bác sĩ đến Vũ Hán để đối phó virus, nâng tổng số y bác sĩ quân y tại các bệnh viện lên tới 4.000 người, trong đó nhiều người từng có kinh nghiệm dịch SARS và Ebola. Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm ngày 16 tháng 2 cho biết các số liệu cho thấy dịch bệnh đang được kiểm soát. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới từng cảnh báo không thể dự đoán được dịch bệnh này sẽ đi theo hướng nào.